ơi, hết giờ rồi anh Lâm ơi. Nhanh lên được không em, được chưa? Quý vị thân mến, ở dưới hồ sẽ có 50 cái chìa khóa. Mà bây giờ phải coi vô cái sự may mắn của anh Mực và gia đình của anh Mực chị Mai. Nếu mà gia đình anh Mực chị Mai may mắn thì chúng tôi sẽ kiếm được cái chìa khóa nhanh hơn bình thường. Hiện giờ chúng tôi đang có 50 chìa và đang kiếm đến cái chìa thứ 12. Sai luôn. Chàng trai cỡ như là hứa hẹn đầy đủ hết trơn. Bây giờ nhiệm vụ của anh ha, sau khi nghe hứa hẹn vậy vui lòng không? Dạ vui. Vui hen, có gửi gắm gì không? Dạ, các anh cố lên giúp giùm tôi. Trời ơi, thấy thương. Chỉ cần câu vậy thôi phải không Lâm? Làm hết mình luôn. Bây giờ bấm thử thách coi là cái gì nè. Thử thách là ba người chơi di chuyển đến quầy bán vé của Vietshow Petro để mượn ba cái kính bơi. Mượn hả? Rồi bà con chỉ rồi. Sẵn sàng chưa? Chạy bộ nha. 1, 2, 3, bắp. Mượn ba cái kiến, mượn ba cái kiến. Đi đâu? Kìa quý vị ơi, chạy về đây làm gì? Nhanh chóng di chuyển tới hồ bơi. Hồ bơi. Trời ơi, xém quánh em luôn. Di chuyển tới hồ bơi. Quý vị thấy chưa? Một khi mà người ta đã nhiệt quyết rồi, người ta đâu còn bất cần thân thể. Alo. Mở chiếc rương chứa mã số bị khóa đặt ở trên bờ. Có nhiều chìa khóa treo ở một cái cây đặt dưới hồ. Chỉ có một chìa duy nhất là mở rương được. Ba người chơi lần lượt thay nhau lặn xuống hồ để tìm chìa khóa. Mỗi lượt lặn của một người chỉ lấy được một chìa. Nếu lấy sai chìa thì hai người còn lại phải chịu phạt là đổ xô nước lạnh lên người. Chú ý. Bắt đầu. Cố lên! Giỏi quá! Trong cái bơi lội, các quốc gia có khác nha quý vị. Trời ơi! Hả? Bơi tới bên kia luôn hả ta? Cái cây giữa hồ, Phước ơi! Giữa hồ! Phước ơi Phước! Cái giữa hồ! Giữa hồ! Có rồi! Ở dưới đó chờ. Sai nha quý vị. Cái chìa khóa đầu tiên không đúng nha. Lạnh không em, lạnh không? Nước lạnh hả? Lâm nó ngã quỵ rồi quý vị ơi. Tiếp, trời ơi Phước về liền rồi nè. Hay quá em trai ơi, đưa anh. Chìa khóa thứ hai. Không được. Chưa từ nhanh, đi coi. Đi kiếm đi. Không được. Sai luôn. Chìa khóa thứ hai vẫn chưa đúng nha quý vị. Bây giờ cả nhà mình cho anh chàng pháo tay cho bốn anh chàng nè. Dạ, hai khách mời ở đây anh Sơn với Lâm đã bị hai xô nước rồi. Phước ơi Phước, em phải chờ anh khi nào mà mở ra. Cố lên. Đúng tay em mới bơi đi được nha Phước. Đây là cái chìa thứ ba nha quý vị, ba vòng rồi. Đút vô được rồi mà không dặn được quý vị ơi, sai luôn. Đó.
ba chìa rồi Phước ơi, em cố gắng lên Phước ơi. Phước ơi, hay quá Phước ơi. Chọt vô được nè quý vị, nhưng mà không dặn được sai. Dạ thưa quý vị, nãy giờ là nước đá không nha quý vị. Alo chị Hương, chị Hương gọi em tới gì chị Hương? Phải đổi người, Lê Dương Bảo Lâm xuống. Sai luôn. Phước ơi, lặn sâu xuống Phước ơi, cái chìa sâu sâu ở dưới Phước ơi. Mấy cái chìa bên trên chắc chắn là chương trình không để sẵn cho mình vậy đâu. Đây, đây là cái chìa thứ 6 nha quý vị. Sai luôn. Alo chị Hương ơi. Phải đổi người em ơi. Đổi người, đổi người. Ừ, anh ba xuống đi anh ba ơi. Phước ơi, Phước ơi em lên nghỉ chút xíu đi Phước. Khoan nha, để em mở coi thử phải không nè. Sai luôn. Sai luôn. Nếu như cái dòng tiếp theo này mà Phước vẫn không tìm được đúng chìa, anh ba xuống nha. Em lên em nghỉ đi Phước, để anh ba Ngọc Sơn xuống. Đổi người, nếu như chìa này là sai thì anh ba Ngọc Sơn sẽ xuống. Anh Phước Lê Dương Bảo Lâm bơi xuống được không? Sai luôn. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín chìa rồi quý vị ơi. Kia rồi, tức là hai khách mời trên đây, anh ba Ngọc Sơn cái là Dương Lâm, là đã hứng chịu 9 xô nước đá rồi nha quý vị. Đây là cái chìa thứ 10. Em nghĩ là anh ba ơi đổi cho Phước đi anh ba. Nếu như cái này sai anh ba xuống đi. Để coi phải không nha. Sai luôn. Phước ơi, lên Phước. Vô tay, vô tay. Cố lên. Trời ơi, ở tuổi của anh Sơn mà còn bơi lội được như vậy là quá tuyệt vời rồi anh Sơn ơi. Đưa em. Hy vọng là đúng nha. Dạ sai quý vị ơi, sai. Anh ba, tiếp anh ta, thêm vòng nữa. Dạ. Lâm muốn đổi không? Lâm muốn đổi không? Đổi. Bây giờ anh Sơn đi vòng này về là Lâm mau pha vô sẵn đi. À mày biết bơi đây. Biết bơi không? Biết. Thế Lâm vô, Lâm sẽ vô. Lâm biết bơi không? Lâm biết bơi chị. Cho lên ơi. Cả nhà ơi, mọi người cần nghe chữ cố lên. 1, 2, 3. Cố lên anh ơi. Gần tới bờ rồi. Tới rồi. Đưa em. Rồi anh lên nghỉ đi thế Lâm vô. Dạ sai luôn quý vị ơi. Anh Sơn lên. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai chiếc chìa khóa rồi. Hết giờ rồi Lâm ơi. Nhanh lên được không em, được chưa? Quý
vị thân mến, ở dưới hồ sẽ có 50 cái chìa khóa. Mà bây giờ phải coi vô cái sự may mắn của anh Mực và gia đình của anh Mực chị Mai. Nếu mà gia đình anh Mực chị Mai may mắn thì chúng tôi sẽ kiếm được cái chìa khóa nhanh hơn bình thường. Hiện giờ chúng tôi đang có 50 chìa và đang kiếm đến cái chìa thứ 12. Sai luôn. Chị ơi, Lâm lết rồi, mơi mơi con vòng lết rồi. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14 chìa khóa rồi. Phước về tới nơi rồi kìa. Ráng, ráng, Phước ơi, đưa anh, đưa anh, đưa anh, đưa anh. Đây là cách thứ 15. Cố lên. Sai luôn, quý vị ơi. Trời ơi, anh Sơn hứng giùm cho em luôn kìa Lâm. Em xin cảm ơn anh Ngọc Sơn, anh Bảo Lâm với anh Phước, anh Nghĩa. Em rất cảm ơn nhiều. 30.989.579 đồng. Cả nhà chạy lên đây. Trời đất ơi, còn nói gì nữa. Quá trời rồi. Cộng với số tiền hồi nãy là cho gần 60 không ạ? Ôm ba đi con gái, ôm ba, vợ ôm chồng luôn. Trời ơi, 60 triệu nè, không mấy ba. Trời quá vui, vui không anh? Cảm xúc anh như thế nào? Cảm xúc em rất là vui mừng. Quá trời vui ha chị, giờ cảm xúc chị như thế nào? Dạ em vui. Vui quá,